Sắc vóc 4 Mỹ nhân Việt thi quốc tế cuối năm 2023. Mai Phương, Phương Nhi, Hoàng Phương và Ngọc Hằng, 4 Mỹ nhân Việt thi quốc tế cuối năm 2023, đều có ngoại hình nổi bật. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương dự thi Miss World 2023 vào tháng 12 ở Ấn Độ. Hồi tháng 5, cô công bố dự án nhân ái Jacoby Mai Phương. Mỹ nhân 24 tuổi thành lập một thương hiệu thời trang, lợi nhuận dành thực hiện các dự án thiện nguyện. Người đẹp được công ty quản lý hỗ trợ vốn và làm việc với đơn vị sản xuất. Miss World có những hạng mục nào, tôi và ekip đều đã chuẩn bị mọi thứ, cô nói. Mai Phương cao 1.7m, số đo 82, 63, 92cm. Cô có vẻ đẹp ngọt ngào, được nhận xét phù hợp Miss World. Mai Phương nói cuộc thi có gần 140 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa nên thay vì so sánh các đối thủ, cô tập trung vào bản thân. Mỗi ngày, mỹ nhân 24 tuổi đều gửi tín hiệu vào vũ trụ, cầu mong bản thân đủ sức mạnh, sự tự tin để có thể mang chiếc vương miện xanh đầu tiên về cho Việt Nam, hoặc ít nhất vào top 5 ứng xử để thế giới nghe được đất nước ta đang có những gì. Người đẹp không áp lực bởi thành tích của những thí sinh Việt Nam trước đây. Nếu không đạt giải cao, tôi vẫn là hoa hậu. Trách nhiệm của tôi là vẫn làm việc, đóng góp cho cộng đồng. Không có gì phải áp lực hay buồn bã. Mong khán giả sẽ dành tình yêu thương, động viên để tôi có thể tiếp tục làm việc và cố gắng, cô tâm sự. Nguyễn Phương Nhi là Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022. Cô được công ty quản lý đề cử thi Miss International 2023 vào tháng 10 tại Nhật Bản. Bà Phạm Kim Dung, đại diện đơn vị giữ bản quyền, nói về lý do chọn Phương Nhi. Nhi có nhan sắc ngọt ngào khiến người khác thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với sự hoạt bát, đáng yêu của mình, tôi tin Nhi sẽ hòa nhập tốt với môi trường quốc tế. Ngay từ lúc Nhi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đánh giá cao sự kỷ luật, nghiêm túc hết mình vì cuộc thi của cô ấy. Với lịch trình huấn luyện được lên dây cót, Nhi chắc chắn sẽ hoàn thiện mình và trở thành niềm hy vọng mới của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế năm nay. Phương Nhi cao 1.7m, số đo 3 vòng 80, 57, 88cm. Cô sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, theo học chuyên ngành luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Cô cho biết bản thân có thể giao tiếp tiếng Anh, Tây Ban Nha. Năm ngoái, cô bảo lưu việc học, chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Người đẹp cho biết sau khi Miss International kết thúc, cô sẽ trở lại trường tiếp tục việc học. Để chuẩn bị cho cuộc thi, thời gian qua Phương Nhi tập gym, học trang điểm, cát quát. Cô thừa nhận đứng trước nhiều người cô dễ mất bình tĩnh nên cách một tuần cô lại tham gia một buổi sát hạch kỹ năng ứng xử với chuyên gia đào tạo. Cô cũng đang tập trung học tiếng Anh để tự tin giao tiếp ở cuộc thi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và mang bản sắc, nét đẹp Á Đông của phụ nữ Việt Nam ra đấu trường quốc tế, cô nói. Đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam hôm 27 tháng 8, Lê Hoàng Phương có hơn một tháng chuẩn bị trang phục, rèn luyện các kỹ năng cát quát, phỏng vấn, ngoại ngữ trước khi tham gia Miss Grand International 2023 vào tháng 10 trên sân nhà. Lê Hoàng Phương cao 1.76m, số đo 3 vòng 87, 63, 95cm. Cô sinh năm 1995, quê Khánh Hòa, có kinh nghiệm thi nhan sắc khi từng vào top 10, top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 và 2022. Hoàng Phương tốt nghiệp ngành kiến trúc, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, là nàng thơ của nhiều nhà mốt. Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình. Ở khoảnh khắc ít son phấn, Hoàng Phương vẫn thu hút với vầng trán cao, đôi mắt sâu, làn da nâu, sống mũi thẳng. Cô nói bản thân tự tin nhờ đẹp hơn thời mới thi nhan sắc 4 năm trước. Người đẹp cho biết với nền tảng bản thân có sẵn, cô muốn vào top 5 Miss Grand International 2023. Hiện, cô cố gắng bám sát tiêu chí 4 chữ 4 của cuộc thi: Body, hình thể, beauty, sắc đẹp, brand, trí tuệ và business, kinh doanh. Lê Nguyễn Ngọc Hằng là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022. Người đẹp thường được khán giả gọi là Mỹ Nhân Ăn Chay, sẽ tới Ai Cập thi Miss Intercontinental 2023 vào tháng 12. Mỹ Nhân nói cô biết ơn khi được công ty quản lý trao cơ hội đeo sét Việt Nam tại Hoa hậu Liên Lục Địa.
hiện cô tập gym, học trang điểm, cắt quát, trau dồi các kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi. Thành tích đăng quang của Hoa hậu Bảo Ngọc năm ngoái giúp tôi có thêm động lực tiếp tục mang niềm tự hào về cho nước nhà. Cô nói, người đẹp cao 1,74m, số đo 3 vòng 85, 60, 89cm. Cô sinh năm 2003, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, là sinh viên ngành kinh doanh quốc tế, Đại học Western Sydney, cơ sở đào tạo ở Việt Nam. Cô đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm học phổ thông, có chứng chỉ IELTS 6.0 khi học cấp 3. Ngoài ra, cô có thể giao tiếp tiếng Nhật, Hàn. Sau đăng quang, Ngọc Hằng đắc sâu dự event, làm MC song ngữ. Thời gian qua, Ngọc Hằng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng giữ im lặng. Hiện cô muốn tập trung tối đa cho cuộc thi nhan sắc quốc tế. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.